Đâu mới làm điện ở đâu? Vâng, có anh thầy đang ngoài cầu hiện tại. Nó làm thế nào đây? Vâng. Nổ cái này luôn đi để không có rơi. Nó cái cây xi xanh ấy. Vâng ạ. Nó bục. Nổ luôn. Vâng. Nó bục rồi, hỏng một tí đấy. Nó lên to nó hỏng một tí, không thể tốt. Nó có đổi màu không nhỉ? Bạch thầy có. Mua cái loại đổi màu ấy. Vâng, đổi màu. Có loại đổi màu riêng, loại không đổi màu cái gì? Bạch thầy có. Do mình ấy cái ấy. Nó có nhiều loại, cả đổi cả không đổi. Lấy loại đổi màu. Vâng. Hai này lại đổi màu. Lọc suốt. Vâng. Vâng. Cho hồng thì mẹ nó đỏ. Anh đi làm phải con chào thầy ạ. Vâng. Đẹp tươi. Không thấy hẳn. Tươi hơn hoa nhà mình. Hoa nhà mình nó tươi. Đây phải cắt để cho một miếng xanh vào đây như thế này. Vâng ạ. Cắt đôi cho giải chạy xanh hết vào đây này thì nó mới thành cái làn. Để chỗ này tự nhiên nó đúng ra thế nào rồi. Vâng. Đây hoa gì? Hoa hồng. Cái này có hơi cao hay bức tranh không? Bức này vẫn được mà, đúng không? Chụp làm cảnh. Ở đây cho hoa hồng được, hồng tươi trong này nó dâm, hồng thật. Cái tàu con đi lùi, con đi lùi cho nên không dẫm. Cái này nó có gì nữa không? Hoa này hoa giả đấy chứ. Đây hoa giả. Làm đấy, nhìn như thật đấy. Cái này phải tô lại không? Thầy sơn rồi đấy. Sơn rồi thì. Vâng. Nó có hoa cái gì này, cho hoa vào đây à? Dạ vâng thầy. Chứ mình không kịp chuẩn bị đó, nếu kịp chuẩn bị phải làm những cái bánh xe Pháp hay cái gì đó vào đấy nữa thì để cắm hoa hồng vào nó mới đẹp. Cái này nếu mà hoa hồng Đà Lạt về ấy, nó chịu khó tưới cho lúc là đất nó không ẩm. Quảng ạ. Dạ vâng ạ. Chỉ cần được 2 ngày thứ bảy chủ nhật đẹp là được. Không chuyên. Cái này gốc cây này nó cũng phải có nháy thì cái ấy nháy vào nó mới đẹp được. Nhưng mà cho cái gam màu nó thay đổi đi tí. Thank you.
Thank you.